Nửa đêm nửa hôm được ăn cua khổng lồ là cảm giác thế nào? Phê chứ còn gì nữa. Sau khi luộc lên, cua có màu vàng cam, nhìn miếng thịt là thấy đói bụng rồi đấy. Ở dưới nước có rất nhiều loài động vật, bắt xương xương cũng được một con cá thu. Điều tuyệt vời nhất không chỉ là được ăn hải sản tươi sống mà còn được nhảy múa giữa bờ biển. Hôm nay, John và Mike cùng nhau ra biển, còn không quên mang theo cậu vàng. Ra biển chính là thú vui của một người giàu có rảnh rỗi như anh. Hai người một chó cùng nhau ra khơi. John đú đờn chạy ra đầu tàu, anh ta vừa đi vài bước thì phát hiện nước có dấu hiệu tràn vào. Nhưng đây không phải là vấn đề quá lớn. Sau khi ra đến giữa biển, anh ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Anh mang theo dụng cụ, nhảy xuống nước. Đến một vách đá ngầm, anh phát hiện ra con mồi. Mày không thoát được đâu con trai. Như thế, Mike bắt được một con cá song nặng gần 4 kg. Anh ta ngoi lên, khoe cho John. John có chiếc bạn thật chất lượng. Vậy là tối nay họ lại có một bữa ăn ngon rồi. Lúc này, trong tàu có rất nhiều nước. Con tàu phi băng băng trên mặt nước. Khi vào bờ, John nhảy xuống, quần đùi không may vướng vào đinh. Ôi may quá, suýt thì lộ hàng rồi. Sau đó, anh ta tháo hết trong tàu ra. Anh ta chạy đến bãi cát gần đó, chuẩn bị bữa trưa. Bỗng anh phát hiện ra miếng sắt bên dưới thuyền đã rỉ rồi. Xem ra, con thuyền này phải cho vào dĩ vãng thôi. Anh cắt hết thịt của cá xong, chỉ còn lại đầu và xương, họ sẽ dùng nó làm mồi nhử. Tối nay, họ định vào rừng nước một chuyến, một con cá xong ăn không bỏ dính răng. Buổi tối, họ sẽ ngủ ở đây. Họ lấy túi ngủ du lịch từ trong cốp xe. Anh ta lấy con dao nhỏ ra, bắt đầu cắt thịt. Nhìn miếng thịt đã chảy nước miếng, anh lăn qua một chiên xù rồi cho vào chảo. Trong lúc đợi cá giòn, anh ta ngồi ngắm phong cảnh. Cuộc sống của anh quá chill, quang cảnh biển quá đẹp, còn được ăn hải sản, đâu ai sướng như anh ta. Sau khi cá chín, anh ta cho vào mồm, giòn giòn, thơm thơm, đã quá Pepsi ơi. Đây sẽ là bữa tối của họ. Anh ta còn không quên cậu vàng của mình, phận làm con sen quá khổ sở. Sau khi ăn xong, anh lái xe đi vào rừng nước. Đi khoảng 5 phút, buổi tối nhưng gió ở biển vẫn mạnh nha, suýt thì thổi bay mái tóc giả của anh. Anh ta đã chuẩn bị mồi xong rồi. Anh chạy ra đầu tàu, buổi tối rất nguy hiểm, không cẩn thận ngã xuống thì thôi rồi lập ơi. Dùng một đèn pin, dựa theo ánh sáng của đèn để mò mẫm xung quanh. Cuối cùng họ cũng đến rừng nước. Họ mang lồng ra, đầu và xương cá xong sẽ là mồi nhử. Họ chia ra làm 3 phần, đầu cá thơm ngon nhất thì buộc chặt vào phần trên của lồng. Sau khi mọi thứ đã xong xuôi, John ném nó xuống nước. Anh đã chuẩn bị thêm một chiếc lồng nữa, cho xương cá còn thừa vào rồi thả xuống. Công việc này cần có sự kiên nhẫn thì mới thu hoạch to. Trong lúc câu cá, họ vẫn không quên thư giãn. Họ vừa ngủ vừa đợi cá cắn câu. 30 phút trôi qua, họ có thể nhấc lồng lên được rồi. Chiếc lồng đầu tiên không có gì cả. Chiếc lồng thứ hai cũng không có gì cả. Hôm nay không thể xu thế được. Còn chiếc lồng thứ ba, đây là cơ hội cuối cùng của họ. May quá, họ bắt được một con cua, thêm một chú cá nhỏ. Khoái khoái, chảy nước miếng, chảy nước miếng. Nhưng anh ta lại thả cá đi bởi anh đã chán cá đến tận cổ rồi. Ăn cua vẫn là ngon nhất. Con cua này to lắm, càng của nó cũng to bằng tay anh. Anh nhét cua vào thùng đá. Đã đến lúc về nhà đi ngủ rồi. Anh khởi động máy, quay về nơi cắm trại. Thằng bập Mike đúng là yếu, vừa vào bờ là lăn quay ngủ say như chết. Sáng hôm sau, John tỉnh dậy khá sớm, tầm 11 rưỡi trưa. Anh ta chuẩn bị bữa sáng kiêm bữa trưa. Anh lấy con cua ra, con cua đã đông cứng như đá. Anh thả cua vào thùng nước sôi, vỏ cua từ từ biến thành màu cam. Trong lúc chờ đợi, anh lại tán phét với mấy người bạn qua điện thoại. 15 phút sau, cua đã chín, anh ta nhấc nó lên. Vỏ cua vàng cam, nhìn đã cả mắt. Anh ta vội vàng hỏi fan, cua này ăn có ngon không? Hỏi cái gì mà hỏi, người ta đã ăn đâu mà biết. Anh ta tách một cái càng, thì cua trắng nõn hơn cả mông của anh. Anh ăn thử một miếng, nếu có thêm nước chấm hảo hảo là chuẩn bài. Anh ta đập vỡ vỏ ra, một miếng thịt cua to đùng, ngon nhức nách. Anh ta bỏ vỏ ra, bên trong toàn là gạch cua. Chỉ cần một cái càng đã khiến họ ngán đến tận cổ. Sau đó, ra biển nhảy múa thì còn gì bằng. Xin lỗi, không biết các bạn thấy thế nào chứ tôi không yêu nổi vũ đạo này, không điểm về chỗ. Họ lấy một con thuyền mới, lại chuẩn bị ra khơi. Mặc quần áo xong xuôi, lặn xuống biển. Ở đây có rất nhiều động vật, màu sắc cũng vô cùng sặc sỡ. Anh ta đã nhắm một con cá thu. Sau khi con cá trúng mũi tên, nó nhanh chóng lượn ra xa. Nhưng mày làm sao mà thoát được? Anh ta thu dây thừng, máu của cá thu sẽ thu hút cá mập. Con cá thu này cũng to ra phết, dài hơn 1 mét. Bỗng John phát hiện cá heo đang đuổi theo họ. Cá heo thích đuổi theo thuyền của con người, đây đúng là cảnh hiếm gặp. Anh ta lại nhảy xuống một lần nữa. Anh ta lại nhắm thêm một con cá thu, ngắm chuẩn, bingo, thêm một con đã về đội của anh. Con cá này cũng lớn lắm, thế này thì ăn bao giờ mới hết. Mike vẫn đang chiêu lắm, nhìn thân thể mấy múi của anh ta đi, săn chắc và manly hơn hẳn John. John vừa bắt thêm một con cá ngừ. Anh chàng đô con như Mike cũng không giữ nổi cá ngừ. Con cá trong tay anh ta vùng vẫy, không khác gì bị co giật. Đúng là cái thứ cố chấp, anh ta bèn ném nó xuống biển. Rồi họ quay về chỗ cắm trại của mình. Đã đến lúc họ thể hiện tài năng rồi. Với đôi tay nghệ của mình, họ bắt đầu mổ cá. John liền bỏ hết thịt cá ra ngoài. Cậu vàng đáng thương, chỉ được họ cho ăn miếng thịt bé tí. À không, John còn cho cậu vàng đuôi, cá chả cá gì ngoài xương. Anh ta mang thịt của mình ra bờ biển. Vừa ăn cá vừa ngắm cảnh, cuộc sống thật hưởng thụ. Sau đó, bạn gái của John trổ tài đầu bếp. Cô chiên cá thật giòn và thơm, còn kèm theo rất nhiều loại topping. John thích nhất là sốt May on Ice. Cắn một miếng, phê đến tận óc. Video đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Hãy theo dõi tôi nhiều hơn để khám phá thế giới tươi đẹp này nhé.